xin chào tất cả các bạn à, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái tính năng rất là hay ở trong excel là cái tính năng mà có thể là chúng ta sẽ uh, chế biến những cái số liệu khi mà chúng ta uh, muốn uh, thay đổi một cái uh, giá trị nào đấy để đạt được một cái con số nào mà chúng ta mong muốn ví dụ ở trong cái bảng dữ liệu của chúng ta đây mình có ba bảng thứ nhất là doanh thu này bảng chi phí này bảng lợi nhuận này đấy, bây giờ các bạn thấy là cái bảng cái cái con số lợi nhuận này sẽ bằng là doanh thu trừ đi chi phí và các bạn thấy đang là con số âm. Đấy, vậy thì bây giờ mình muốn nó đạt cái con số dương là 50 triệu này. Đấy thế thì mình sẽ phải thay đổi một là thay đổi về chi phí, thứ hai là thay đổi về cái uh, thông tin ở trên bảng doanh thu. Thì mình uh, các cái thông tin ở trên bảng doanh thu thì mình giá là mình sẽ không thay đổi được rồi, nhưng mà mình có thể là thay đổi cái số lượng Đấy, vậy thì mình sẽ chọn là cái thay đổi cái số lượng của cái mã sản phẩm này. Đấy, thì mình sẽ số thay đổi số lượng bán để cho cái doanh thu này nó lớn lên thì khi đó thì um, chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận là kỳ vọng là 50 triệu. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà chúng ta không biết cách sử dụng cái tính năng này ấy, thì chúng ta sẽ phải thay đổi những con số này chúng ta cứ cứ nhập vào đây đúng không? Chúng ta cứ nhập vào đây. Đấy cứ nhà vào thì chúng ta sẽ không biết là bao giờ uh, bao giờ thì cái con số uh, con số này nó nó làm cho chúng ta được đạt được cái lợi nhuận này nếu mà chúng ta không biết cái tính năng như thế đúng không? Đó các bạn thấy chưa? Nó rất là khó nếu mà chúng ta mò mẫm như vậy nó rất là khó và rất là lâu. Vậy thì trong Excel nó có một cái tính năng rất là hay để chúng ta có thể là tìm được cái uh, cái, cái 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 giá trị mà chính xác để tạo được ra cái lợi nhuận này ngay lập tức. Đấy, thì chúng ta làm như sau nhé. Các bạn sẽ vào data này, sau đó các bạn chọn what if. Đấy, sau đó các bạn chọn go seek. Rồi, tại cái mục là set cell này thì các bạn sẽ chọn vào cái ô mà các bạn muốn đạt được đến một cái con số nào đấy. Đấy, mình chọn vào cái ô này và mình muốn cái ô đó nó sẽ đạt đến con số là 50 triệu đúng không? Thì mình sẽ gõ 50 triệu vào đây. 1 2 3 1 2 3. Rồi, và Uh, cái ô nào sẽ thay đổi để đạt được cái con để cho cái lợi nhuận đạt được 50 triệu đấy thì mình sẽ chọn vào cái ô này. Đấy, thì mình sẽ muốn cái uh, sản lượng của cái ô này uh, bán ra nó sẽ phải đạt con số nào đấy để đạt được cái lợi nhuận kỳ vọng là 50 triệu. Thế thì mình sẽ chọn vào cái ô này, sau đó bây giờ mình chọn ok này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là nhanh. Đấy thì lúc này á, là cái số lượng cần bán của cái sản phẩm này nó phải là con số này thì lợi nhuận nó sẽ đạt là 50 triệu, đúng không? Đó. Nếu mà mình không dùng không không lấy kết quả đó nữa mình chọn cancel. Đấy. Đó là trường hợp mà chúng ta thay đổi cái số lượng đúng không? Nhưng mà bây giờ mình không muốn thay đổi cái bảng này mà mình muốn thay đổi cái bảng chi phí này. Đấy giả sử như là mình sẽ cắt giảm, cắt giảm. Đấy cắt giảm cái chi phí bên này, nhưng mà bởi vì cái lợi nhuận của chúng ta là 50 triệu mà cái doanh thu của chúng ta uh, nó chỉ nó chưa đạt được con số 50 triệu này thì lúc này cho dù chúng ta không có chi phí đi chăng nữa thì cái lợi nhuận chúng ta cũng không bao giờ đạt được 50 triệu vậy thì chúng ta phải mình phải tăng cái số lượng bán lên một chút xíu nữa để mình điều chỉnh cái con số bên kia các bạn nhé để cho cái lợi nhuận này này à, để cho cái cái doanh thu này tổng doanh thu này nó nó, nó lớn lên đấy Đấy, doanh thu này nó lớn lên. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi cái chi phí này để cho cái lợi nhuận nó đạt được 50 triệu. Đấy. Rồi, bây giờ mình cũng tương tự như thế thôi. Mình vào data này, chọn what if, sau chọn go six. Sau đó mình sẽ chọn vào cái ô mà mình sẽ thay đổi này. Đúng không? Lợi nhuận nó đang là 48 triệu đây. Rồi, để tăng lên 50 triệu để tăng 50 triệu và cái ô mình sẽ thay đổi đó là cái cái mục tiền lương này chẳng hạn đấy mình thay đổi mục mục tiền lương này đấy, sau đó mình chọn ok này đấy các bạn thấy chưa ok đó thế thì lúc này cái tiền lương nó sẽ phải là bằng này nó sẽ giảm xuống như vậy thì lúc này lợi nhuận nó sẽ đạt cái con số kỳ vọng là 50 triệu thì đây là cái cách sử dụng cái tính năng là go ở trong Excel mà rất ít người biết đấy nó dùng để cái dùng để cái phương pháp để làm như mình làm với các bạn bạn xem vừa rồi nhé các bạn có thể sử dụng nó vào cái mục đích nào đó mà các bạn muốn đấy, mình là Mr. cảnh excel cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để follow và cập nhật những cái video mới nhất nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn